đây câu hát bánh chị không có phím khải nha. Đời anh cứ ngờ kiếp sau mình mới tròn duyên đời. Nay em về đây thọ bao quyền hay đến đây em chọn lại tình xưa cho thiếu nặng tình. Dẫu cay đắng nồng say dù gặp hôm nay thì quá muộn màng. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới thuộc tỉnh An Giang. Và trên đoạn đường mà Bùi Hồ di chuyển đó cô bác quý anh chị thì bắt gặp một hình ảnh phải nói là một anh chàng chiếm thị đường phố đàn những cái bản vắng của vọng cổ. Và cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để xem cái hình ảnh của anh. Và đây là một trong những cái hình ảnh mà Bùi Hồ cho rằng là với cái đôi mắt của anh không thấy đường đó, anh sử dụng cái tiếng đàn, thậm chí là cả có thể là cả những cái lời ca của mình để mà góp vui cho đời, cho thêm một cái màu sắc gì đó. Và nghe tiếng đàn rất là mùi nha cô bác anh chị. Đây là một cái cây đàn cổ. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng với Bùi Hồ qua đây gặp anh ha, và hỏi anh tên gì và quê hương anh ở đâu. Anh ơi. Dạ. Anh tâm sự với em tí được không? Có gì không anh? Anh tên gì vậy? Anh Cường quá. À anh Cường. Dạ. Qua đây đi, nớt qua đây. Rồi đúng rồi, em chào anh Cường ha. Dạ. Anh đang đàn để mà bán những cái chiếc ống quẹt hay sao anh Cường? Dạ, quẹt. À, đây là những cái chiếc, xích lại đây, em xích lại đây. Đây là những cái chiếc ống quẹt. Ống quẹt này anh bán bao nhiêu một cái? Cái 5.000. Vậy hả? Dạ. À, một cái chỉ có 5.000 thôi. Dạ. Quê anh Cường ở đâu á? Ở Chi Tôn, Lương An Trà. Dạ, ở Chi Tôn. Em thấy anh Cường là đàn rất là mùi. Cái bài vừa rồi là anh Cường đàn là bài gì đó anh Cường? Văn Thiên Tường. Văn Thiên Tường. Dạ. Anh có thể đàn cho tặng cho em cũng như là khán giả cho anh em một đàn lại cái bản quát đó được không? Dạ. Tí xíu em sẽ ủng hộ anh ha. Dạ. Dạ. Em mời anh. Được luôn không anh? Được. Dạ. Hát luôn cái bài đó à? Dạ. Dịch lên một đất danh thiên tường đất dịch. Tại vì mình thấy anh có một cái micro á. Phố Cường sẽ trình bày một đất danh thiên tường đất dịch. Tôi cũng là người có trái tim, nhưng dung gian tôi là kẻ phế nhân. Tại sao ông là kẻ với nhân? Sau kiếp đó đài đã cướp mất tuổi thanh xuân, tôi phải lặng trốn thế nhân, muốn chọn đời cô đơn. Dân tìm anh một dặm, có lần gặp bằng, tại sao chẳng chịu nhận nhận. Một đời con gái dành cho dần đi đơn sơ mỏi hơi tàn, ôi lòng
ta vô cùng chúa con biết làm sao hơn thế rồi khi tình ta đã chết từ bao giờ còn gì đâu mà đợi mà chờ ta biết rằng xóa môi thương nhớ kẻo phải biết hoài tuổi xưa. Ồ hay quá. Phải nói là khi mà qua cái micro của Bùi Hồ á thì không biết là cô bác quý anh chị á có nghe gõ cái âm thanh đờn những cái tiếng đàn rất là phải nói là rất là mồi mẫn du dương và rất là hay cô bác quý anh chị, hòa lẫn với đó là cái tiếng ca của anh Cường. Anh Cường ơi, anh nói là anh ở Chi Tôn á thì anh di chuyển xuống đây bằng gì anh Cường? Ở Chi Tôn thì đi bằng xe buýt xuống. Đi xe buýt xuống. Dạ, đi xe buýt xuống nhưng mà đều có cái giờ mình muốn nhà trọ ở bên Long Xuyên cho nên là đi nó thuận tiện cái đường gần. Dạ. Dạ. Mỗi ngày như vậy thì anh bán là anh thu nhập được bao nhiêu tiền? Dạ, tùy theo bữa, ví dụ như có bữa mình làm thì có bữa tùy theo cái chỗ người ta ủng hộ nhiều, có chỗ ủng hộ ít cho nên là mình không có biết đường nói nhưng mà cái bình quân thì có khi 100 ngoài, có khi 200 ngàn, 200 ngoài ngàn vậy đó. Và cô bác quý anh chị thấy như thế này nè, ở ngoài sau lưng anh Cường là một cái thùng nha. Cái đồng này là hình như là có cái lo ngoài sao quay ra đây cái lo có một cái lo nhỏ nhỏ bé bé đằng sau rất là nặng nha cô bác quý anh chị. Hai bên là hai cái túi gồm có dây điện đúng không? Dạ, dây điện với đựng đồ. Dạ. Một cái cây đàn. Dạ. Cây đàn, một cái micro được treo lủng lẳng trên một cái nón của anh. Dạ. Cô bác quý anh chị thấy rằng là cái micro này là do anh Cường tự chế đúng không anh Cường? Dạ tự chế. Do cuộc sống mưu sinh á nên thành thử là anh bán mỗi một cái quẹt này là chỉ có 5.000 thôi. Dạ. Và anh lời được bao nhiêu? Dạ thì tập quá để lại mình 100.000 thì 50 cái mình bán cái 5.000. Lời được 2.500. Dạ. 2.500 đồng. Dạ. Vì sao anh không đàn ở trên nhà mà anh phải đi lang thang như thế này? Tại ở nhà đâu có đâu, ở nhà tại đó đâu có chỗ tụ điểm nào đâu mình đàn. Có ai mướn anh đi show chứ? Đi show thì ở đó có nhiều lắm nhưng mà sau này thì cái tài tử nó bị ít hạn hẹp lại rồi, ra đám tiệc ta không có thuộc bài hát nhiều, ta karaoke không à. Dạ. Cho nên mình tự làm, mình tự ca, tự hát, rồi tự nói chung ra tự biên, tự diễn. Xích tới đây tí xíu đi, em thấy nó hơi bị nắng anh Cường. Dạ. Đó. Tự biên, tự diễn rồi, chắc bây giờ ví dụ người ta ít có cái, người ta karaoke không, ta mới thuộc bài. Dạ. Rồi giờ ta ít có vụ cái chương trình ca hát như hồi xưa lắm. Dạ. Đó. Cho nên là cái ca hát bây giờ nó cũng bị mai một chứ lắm, ít có thuộc, bà người ta đâu có thuộc bài hát nhiều. Dạ. Rồi ta đâu có mướn mình, nó vậy đó, ví dụ như lâu lâu người ta ghiền quá, ta có mướn mình thiệt nhưng mà khi mà tới đám rồi mình ngồi đó tới cuối từ đầu mùa tới cuối mùa khi đàn được có một bài hai bài cũng ngại khi cũng không có lãnh đám nữa. Dạ. Đó. Rồi buôn bán mưu sinh như vậy thì có đủ sống không? Hiện nay thì anh sống với ai? Cũng có vợ, có hai đứa con mà ví dụ hai đứa cũng còn nhỏ. Dạ. Dạ. Hai đứa cũng còn nhỏ. Dạ. Bao nhiêu tuổi anh Cường? Đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi. Dạ. Dạ. Vừa rồi là anh đàn một bản Văn Thiên Tường và do tự anh đàn tự anh hát luôn. Ngày xưa là anh học đàn này rồi bao lâu thì anh mới có thể đàn được anh? Không, cái này nói chung có cái sự đam mê thôi chứ học hành gì dòng cái này mình nghe được mình làm được thôi chứ đâu có gì đó. Có nghĩa là cái sự đam mê của mình đó mà. Dạ gọi là có tật có tài anh Cường ha. Vì cái ông bà già xưa là ta có câu nói đó nhưng, dạ. Nhưng mà anh rất là giỏi. Dạ. Tiếng đàn của anh rất là mùi mẫn vui vương cô bác của anh chị. Và vừa gọi là một bản Văn Thiên Tường. Anh Cường ơi, tình cờ anh em mình gặp nhau như thế này nè, chắc có lẽ là hữu duyên trên đoạn đường em về thành phố Long Xuyên. Và em nghe cái tiếng ca của anh đàn, cái tiếng hát của anh á, nó rất giống Thanh Tuấn. Thì anh có thể hát theo giọng Thanh Tuấn được không anh Cường? Không được, tại vì cái giọng của mình hồi nào giờ vậy đó, hát theo thì hát không được, nó tự nhiên. Dạ. Hát tự nhiên thôi, ví dụ mà hát theo nhiều khi mình cũng không có thuộc mấy bài của ổng nữa. Dạ. Ví dụ thuộc được bài của ổng là ví dụ bài Biển Nha Trang đây, hai câu 4-6 đó. Dạ. Thì ví dụ nghe thì ta ca hoài, mình đợi cho ta ca đó, cái rồi mình thuộc thôi. Rồi anh nghe người ta có nói anh là hát giống Thanh Tuấn không? Không, có người nói hát giống Châu Thanh. Ở Châu Thanh hả? Nhắc giống Châu Thanh, không biết có người nói làm sao, mình tại mình mình thì mình thấy cái tự nhiên mình hát thôi chứ không bắt chước. Dạ, ở đây thì vừa nhắc lộn tên một cái nghệ sĩ đó là Châu Thanh. Vậy anh Cường có thể hát một câu theo cái giọng của anh và mọi người cho rằng cái câu nào anh hát là giống Châu Thanh nhất anh Cường? Anh có thể hát một câu thôi được không? Được, cứ dạ. Một câu thì
nhưng mà cái giọng Châu Thanh thì nó dài, giọng cổ hơi dài không mà mình thì phải dạ. Một hai câu thôi, mình không đợi ổng thôi chứ ví dụ như giờ cái đoạn này nè. Dạ. Một hai. Quanh ơi, anh cứ ngờ kiếp sau mình mới tròn duyên gần. Nay em về đây thọ bao nguyện hãy đến đây em chọn lại tình xưa cho thiếu nặng nặng tình. Dẫu cay đắng nồng say dù gặp hôm nay thì quá buồn màng. Nay em về rồi mình bên nhau bài bài khơi lại biết lửa hồng bên biết lạnh ta thương. Cô nhiều rồi đừng khóc nữa em ơi, hãy cố quên niềm đau mà vui qua đời còn nay. Xưa cay đắng cướp đi của ta đêm vui hạnh phúc nay mình đi trả lại cho ta son sắt tình. Không còn gì để nói ngoài hai chữ tuyệt vời. Phải nói là rất hay cô bác anh chị. Thậm chí là vừa đàn vừa ca là một việc gì đó nó rất là khó đúng không anh Cường? Khó dạ. Hơn tự đàn một mình đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Thường mấy ông thầy đàn nói là thường vừa đàn vừa ca khó lắm. Nếu đàn thì quên ca, ca quên đàn. Dạ. Nhưng mà tại vì cái nghề mình làm ăn ráng tập để biết nó quen. Chứ không thôi nếu mà mình không làm rồi sao được. Đó bởi vì dạ. Cái nghề mà phải ráng. Ồ anh đàn ca hay quá. Thấy anh đi dọc dọc nè cô bán quý chị. Anh đàn những cái bản vắng rồi anh đàn có đôi khi thì đi mà phải khỏe anh ngừng lại cái anh hát một vài câu. Cái buổi hồi mới từ đằng kia đứng đằng đây để mà chia sẻ hình ảnh này cho cô bác quý anh chị. Anh Cường cho em một giọng Kim Lan hay là Nam Ai được không anh Cường? Giọng Kim Lan ha. Dạ. Người miền Tây cô bác anh chị cũng đam mê cái bộ môn đàn ca tài tử lắm nên nghe những cái tiếng gao của anh Cường á ở trên một cái cây đàn guitar phím lỗm như thế này thì vừa hồi cũng thấy nó cái trong lòng nó sốn sang luôn đó, nó kiểu là nó vui vui lắm đó, cô bác anh chị đó. Ô cô bác anh chị đàn một tay không cần khải luôn nha, một tay một thôi. Đây cậu bác anh chị không có phím khải nha. Ô
Bài mới thì là bài gì á anh Cường? Trong cái bài vòng cổ thôi. Dạ, nhưng mà đối với anh á thì tại sao đàn một tay này nó khó không? Thì đàn một tay thì khó, nhưng mà chủ yếu mình lấy ngón tay mình quánh mạnh vô dây đàn thì nó kêu, nó phát ra tiếng kêu luôn. Ví dụ mình đánh cần cái nách cống hay nó xê nó sang gì đó, mình đánh ngay đó cho mạnh vô thì nó phát ra tiếng kêu, nó kêu luôn à. Chứ mình cào khỏi cần cãi. Tại vì ví dụ như bây giờ mấy ông có một tay đó, mấy ông luyện để đàn một tay, còn mình có hai tay mình đâu có đàn tay chi. Đúng rồi. Tại mà lâu lâu ví dụ như mình buồn mình bấm chơi một tay vậy đó. Dạ. Chứ thật sự ra ví dụ người ta kẹt quá, người ta có một tay thì đương nhiên người ta phải gắng tập một tay như vậy đó. Anh một tay anh có thể bấm cái bài đoạn khúc đâu Lam Giang được không? Nói chung ra ta cho cái bài giọng cổ lòng bản mình bấm chút đỉnh thì được. Bây giờ mình đang trên giai đoạn tập, ví dụ bấm hết cái bài đoạn khúc Lam Giang nó nhiều chữ, ví dụ như nó bỏ ngón này mạnh rồi nó nhúng rồi nó có chữ gió nữa, mình bấm một tay nó đâu có đủ. Đâu anh bấm thử hai khuôn nữa anh Cường. Ví dụ trong đoạn khúc Lam Giang. Bị nó không kêu tại mấy chữ gió nó không kêu không? Mình bấm mấy chữ gió nó không có mạnh thì nó kêu không có lớn. Dạ. Đoạn khúc Lam Giang á, còn ví dụ mình tại vì do là cái này nó mấy cái chữ gió đó. Dạ. Đoạn một tay nó có, còn ví dụ hai tay thì cái bài đoạn khúc Lam Giang thì dễ. Dạ. Hát luôn anh Cường ơi. Thì cái bài nào mình thuộc mình hát mới được. Dạ. Còn thuộc bản đàn không là sao hát. Quá hay. Ngày hôm nay thì phải nói là rất là có duyên. Em được tình cờ gặp anh ngay tại một cái tuyến đường như thế này. Dạ. Và em không có dám yêu cầu gì anh, tại vì anh còn phải đi buôn bán nữa. Dạ. Và phải nói là em rất có duyên và được may mắn khi mà được anh tặng những cái bài bản vắng và biểu diễn những cái bài đờn mà anh đã tập, mà phải nói rất là khó, và tặng cho riêng bản thân em nghe và cô chú anh chị ở trên cái kênh của em biết. Yeah. Để nghe được biết một người nghị lực như anh. Và đây là một trong những cái anh Cường là một trong những người coi như là bảo tồn cái đàn ca tài tử ở Việt Nam mình, cô bác anh chị. Tại vì anh có chia sẻ rằng anh nói là bây giờ hiện nay là cao cơi nó lắng xăng hết rồi, và cái việc mà đàn và ca hát tự nghe tiếng đàn hát thì nó không còn nữa, mà anh là những người mà giữ hồn cho cái việc mà đàn ca tài tử Nam Bộ nói riêng và ở Việt Nam mình nói chung á, rất là mến anh. Và đây là những cái tiếng đàn mà nó sau những cái ngày lao động mệt mỏi của bác quý chị, nó sẽ góp phần thêm cho cái cuộc sống mình nó thêm màu sắc và nó sẽ tươi vui hơn. Và chắc có lẽ là tí xíu nữa đây thì nhờ anh Cường hát tặng hai câu vòng cổ một bài nào đó được không? Được. Dạ. Là như thế có làm phiền anh không? Dạ đâu có gì đâu. Dạ mời anh Cường ha. Rồi. Một hai. Ừ.
bây giờ hai cô cho cổ tôn tẩn và nguyên một hai ha. Anh muốn hát bao nhiêu tùy thích. Tại vì bây giờ chơi một hai rồi hai câu. Dạ dạ. Ta mất cuộc cánh dài hấu nhổ giấc nên lung lay theo ngọn gió tạc thềm rêu. Sư phụ ơi, lời thầy phiên đệ tử chẳng dân theo nên mới bị bàn tuyên hàm hại. Ta chết buông thiên thơ cho tới khi chữ cuối cùng vừa chấm dứt thì mạng của ta cũng chấm dấu sâu. Gió ta tìm yêu lạnh lẽo cả tư phòng cầm bông đưa lên mật phương bí lược sao bạn chẳng đồ kiếp mãi chưa xong. Ta vì ai giữ tròn kẻ để quên sao ai đỡ dẫn tăng đòn kẻ bằng. Vậy mà hôm nay vừa phát ra trường đành mạnh tâm phạm của bởi cây đỉnh tôn sư nên chéo cành qua tình chắc mấy ai tham giờ muôn ngày hay ban hiền để thỏa mong cầu dân nó quan ta vì lòng dạ nhỏ nhen lòng ti tiện gánh lòng ghét ngò bởi không nghe lời thầy dạy bảo đến tôn tận này có nạn mới mà nguyên. Ồ hay quá. Cô báo với anh chị không biết không là khi mà anh Cường ảnh đi như thế này nè nó rất là nguy hiểm vì đâu đó rằng có những cái chiếc xe lớn á qua những cái đoạn cua nó rất là nguy hiểm và anh phải khi mà anh đàn á anh nghe được cái tiếng xe bớt còi là anh sẽ cái chân của anh bước vội vô trong vì nguy hiểm lắm. Và Bùi Hồ nhớ lại một cái bài hát mà tình ngày người nghệ sĩ á có một cái câu nó rất là hay như thế này: sân khấu của người ta thì đèn hoa rực rỡ còn sân khấu của tôi là khoảng trống lạnh lùng vậy đó. Anh đâu luôn hả? Cái bài đó không được, cái bài đó tại vì ít có ca. Còn sân khấu của anh Cường á nó không phải là sân khấu, là một cái đường lậu. Nó chỉ là một tuyến đường thôi. Dạ phải nói là rất thương anh. Và anh không phải là anh đi đàn để mà anh xin tiền của mọi người nha, và anh đi đàn để anh bán những cái chiếc ống quẹt như thế này. Đây là những cái chiếc bật lửa để thắp lên những cái ngọn lửa niềm tin và đối với bản thân anh, và anh cũng mong rằng á trên và mình cũng mong rằng những cái ngọn lửa như thế này á nó sẽ cháy mãi ở trong cái tâm hồn của anh và cái tình yêu nghề đối với cây đàn và đối với những cái tiếng đàn như thế này. Và chắc có lẽ là thôi thì chắc có lẽ là Bùi Hồ mua anh một chiếc quẹt nha. Dạ. Cái quẹt này mua bán bao nhiêu? Dạ, 5.000 à. Em mua 200 bán không? Cái đó quá cảm ơn rồi. Rồi bây giờ nè, cắt tiền cho kỹ em. Dạ. gửi cho anh 200.000. Dạ rồi một cái chiếc quẹt 200.000. Dạ. Cô bán chị. Dạ thôi em chúc anh cùng gia đình luôn sức khỏe dồi dào. Dạ, và luôn có một cái giữ. Dạ. Lửa để đối với cái lòng yêu nghề của mình. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều đã tặng cho em những bài rất là hay để cho. Dạ. Em
yêu thêm một cái những cái lời ca tiếng hát và những cái người mà có tâm hồn nghệ sĩ giống như anh. Cảm ơn anh ha, chúc anh luôn có sức khỏe. Và buổi hồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những video clip sau. Và nếu cô bác anh chị có thích mà muốn gặp lại anh Cường á thì cứ nhắn tin cho vừa bình luận ở trên kênh buổi hồi sẽ liên hệ với anh ha. Thôi vui. Quá thiệt. Chú thấy anh Cường hát hay không? Quá thiệt. Quá thiệt. Có nhiều người lại súng xem anh hát lắm kìa anh Cường nè, hai chú này đó nè. Quá hay anh Cường. Nói chung là giọng hát rất là giống Châu Thành đúng không chú? Chú nghe giống không? Quá giống Châu Thành. Nhiều người lại xem lắm rồi kìa anh Cường ơi. Tặng đêm câu giống Châu Thành nữa hay gì? Hát rồi mấy bản có Châu Thành nhiều thì mấy bài có Châu Thành hát mệt lắm. Dạ. Mình hát mấy bài của mình bình thường. Dạ anh mệt. Anh quê ở đâu rồi? Quê ở trong Lương An Trà đó. Biết rồi. Lương An Trà Chị Tôm đó chú. Dạ. Anh rồi cô, mấy anh lại nghe anh đàn kìa, anh đàn anh ca chúng anh nghe anh Cường ơi. Thôi giờ mình hát hai câu một. Có ba bốn chú đang đang nghe anh đàn hát á. Dạ từ đâu gian dâm lơ xây mong giờ dừng đài tìm giờ tan đi đi người vui còn khi đó những ước mơ trắng chờ rằng đôi ta sẽ nên gì nên giờ đào hoa lá lai lây cành đón chờ giờ trong chỉ yêu thương chỉ có một mình tôi đơn phương say đắm vậy mà chúng vô tình nên đã xa không nơi anh đầu dám trách em đâu tự trách mình sao tôi mới lầm tim đã tha thiết yêu như chưa một lần chán nói giờ nhờ yêu ra thì em đã có rồi. Không lẽ lúc còn trong trường cháu đã thầm tôi còn đâu nữa cái thao chung trường chung lớp có cô học trò hiền dịu ghê tình mà tôi đã dâng dâng mong cháu gửi hẹn ngày gặp lại nhưng hôm nay không còn gì nữa mới biết rằng em đã khoác áo du quy chẳng một thì nàng hồ ý tiếc cũng không còn khi thôi dài hạn cháu xin gửi đầy xin bác thương tình cháu bằng tay chồng cô cháu không biết nói gì hơn là cầu chúc cho nàng được hạnh phúc.